Dạ Vui Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay Vui Hồ đang có mặt tại thành phố Cần Thơ. Và sau khi mà quay những cái chuyện độc lạ nơi này xong thì Vui Hồ đang có mặt tại quán cà phê rất là đặc biệt, ốp với rất là nhiều loại chén dĩa cổ luôn cô bác quý anh chị. Và sau lưng cô bác quý anh chị thấy đó, một cái cánh cổng mà có rất nhiều chén dĩa đúng không? Vì để tìm hiểu thực hư như thế nào mời cô bác quý anh chị cùng theo Vui Hồ nha. Và đây là cái cánh cổng của quán cà phê. Từ cánh cổng vào thì chúng ta nhìn thấy ở đây được chất rất là nhiều dĩa. À, và đặc biệt ở đây là dĩa và bình cổ à. Các loại bình từ ở trên lầu ở trên kia luôn kìa. Bây giờ mình sẽ vào đây, Bùi Hồ sẽ vào đây review cho cô bác quý anh chị xem nè. Đây những cái bức tường được dán rất là chặt chẽ luôn. Đây là một cái hình thức mà rất là độc đáo và đây để họ có thể sao ta? Thu hút sức khách. À, đây là có những cái bình nè. Đó, cái bình này gọi là cái bình tích. Ở đây thì họ cố định bằng một cái giá đỡ. Ồ, rất là nhiều bình luôn. Thì vô cái không gian của quán này đó thì chúng ta chủ yếu thấy hai cái thấy không? Và dĩa và tất cả đây đều đồ cổ hết. Không biết thì menu ở đây quán nó như thế nào luôn. Mình mới gặp anh chủ nhưng mà anh chủ thì đây mày đằng kia luôn á, lát nữa mình hỏi cái anh chủ quán này có vàng mai mai luôn nè, đó vàng mai mai cổ ngày xưa luôn á. Quán này mình mở lâu chưa em? Mới đây hả? Mấy năm rồi? Cuối tháng 7 hả? Mình ốp này là bao nhiêu chén dĩa ta? Bao nhiêu dĩa đó ha? Hơn 3.000 cái chén dĩa. Em không gần nha, điều em muốn được. Tại vì cái này là của quán nhà nhưng mà có phần lớn là đồ cổ là anh biết không ạ. Cái này chị là chị chủ luôn hả? Dạ, nhưng mà em không gần vậy. Sao mà ý tưởng thiết kế hay hả chị ha? Cái này chắc để nữa gặp ảnh đi, em không có gần. Dạ. Ảnh chỉ mở rồi em qua chơi. À. Ảnh mới đi gấp thì nè. Ồ. Nếu họ có đảo lại không thì không biết. Cái bánh mê đồ cổ này cũng lâu lắm rồi, anh cũng chưa tầm lâu lắm rồi đó. Cái quán này mình tất cả dĩa đây mình thu thập tùng vòng hết luôn hả chị? Không rồi, anh thu thập đủ chỗ chưa, ví dụ như đi là tới chỗ mua trực tiếp cũng có. Và anh thông qua bạn bè gỡ thì cũng có, nói chung là nhiều lắm. Anh sưu tầm này nhiều năm rồi, để bên nhà. Thì anh mê cà phê rồi anh mở ra luôn. Rồi mình dán lên đó đó. Là chất liệu là dán là keo dính hay sao? Đúng rồi, keo dính. Ốp lên tường đó là trên lầu. Ba ngàn chén dĩa ha. Cũng khoảng đó đó. Dạ, em cảm ơn chị. Phải gặp anh chủ đi, phải gặp thì may quá. Đúng rồi, không biết anh có đảo này nữa không thì không biết đi đó nhà vậy. Ồ, 5970 nè. Thấy không? Đây là 1964. Đây là năm sản xuất của nó luôn đó hả chị? À, trang trí ngay cả những cái bậc cầu thang ở đằng kia kìa. À, hôm nay thì đi gặp rất là nhiều chuyện lạ luôn. Và bây giờ mình sẽ lên đây quay cho cô bác quý anh chị xem. Cái những cái bình này á thì đây là những cái bình trà mà chắc là cô bác quý anh chị không có. Ây da, lắc lư ghê quá. Mình sợ nó rớt xuống á. Những cái bình kích cỡ khác nhau hết à. Đó. Và bây giờ mình sẽ lên đây. Đây có những cái mâm. Cái này cái chiên cái cọng vậy á. Bây giờ vợ. Đây. Đây có những cái cây cân nè. Rất là nhiều loại cân luôn. Và đây là những cái quả cân ngày xưa. Cân này gọi là cân giá. Ở miền Tây thì sử dụng loại cân này rất là nhiều luôn. Đây. Và đây là cân ký. Cái này là dùng để cân những cái con heo đồ, những con vật lớn. Còn đây là cân như ngày xưa người ta dùng để cân gao nè, cân thịt nhỏ nè. À, thì đây là những cái giá cân. Và trên kia anh cứ treo đèn rất là đẹp. À, nhìn cái không gian của quán rất là đẹp. Và anh phải chắc có lẽ là anh này phải cực công lắm mới sưu tầm được như thế này. Đây là những cái bàn tính của mấy người Hoa. Những cái người Hoa thường có những cái bàn tính như thế này.
Máy tính này không phải là vậy, tivi. Nói chung là cũng còn khá là nhiều chén cổ ở đây và anh chưa có đính lên. Mỗi một cái như thế này anh cứ đính lên và anh cứ để đây nè hả. Chắc là chưa xong nữa. Hồi nãy giờ đi mình không có nhìn, cô bác quý anh chị có để ý thấy trên này không? Đây là những cái đèn măng sông mà trước đây Bùi Hồ cũng đã có review về cái đèn măng sông. Một là chú kia ở An Giang anh treo trên này rất là nhiều đèn măng sông. Và anh này thì Bùi Hồ thấy một cái anh nằm trong một cái hội cổ vật của An Giang với rất là nhiều đồ cổ được treo như thế này, những thứ trang trí rất là đẹp. Và đây là cái menu thức uống của anh nè. Giá nó dao động từ 30.000 và thấp nhất là 15.000, là nước suối là 15.000 đó. Đây là một cái đồng hồ của ngày xưa các bác anh chị, cứ bấm số nè. Bây giờ ví dụ như bấm số 1 quay đây, số 9 thì quay ra đây đó. Nó đủ dòng rồi. Số 8 thì quay đây, số 6 thì quay đây đó. Và rất đẹp ha. Đây là những cái bình rượu á. Anh này thì bình rượu này chắc có xuất xứ từ Trung Quốc. Về niên đại của nó thì chắc mình không biết được đâu. Những cái bình, những cái hũ rượu, những cái khạp này. Mình thấy chữ Trung Quốc đi hết à. Là gì ta? Không gà. Gà ngoài. Ở đó có hai con gà trên đó nữa kìa. Ở cô bác của chị đấy, độc đáo không? Rất là độc đáo luôn. Chưa qua đây. Đây. Ây da. Ây da. Cái này vô đây phải đi cẩn thận mới được. Đi khơi khơi một cái là không được. Không có tiền đền luôn. Đây. Đây là những cái bàn ủi. Cái bàn ủi này là gọi là bàn ủi con gà. Người ta gọi là bàn ủi củi. Cứ ấy để củi lên đây. Ngày xưa mẹ mình mà cứ muốn ủi đồ á là phải đốt than. Và than gọi là than vỏ dừa khô á. Mình cứ để than vô đây và gạch con gà này xuống nè. Và như thế này, mình cầm như thế này là mình ủi được à. Và cái bàn ủi này, cái sức nặng với lại cái sức nóng của lửa, sức nặng của cái bàn ủi và sức nóng của lửa nó làm cho đồ của mình thẳng ra. Mà mỗi lần ủi đồ như thế là vô cùng cực luôn, chứ không phải là mau đâu. Ủi một bộ đồ như thế là khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Còn đây là những cái đèn dầu. Và nói về miền Tây thì ngày xưa đèn dầu ở nhà thấp như thế này là số 1 luôn á. Vì cái đèn là dầu mỗi tối mà đèn nó loe lét à, nhìn sợ ma lắm á. Ở dưới này là cái phần ở dưới này là mình chặn dầu ra nè. Và cái đèn dầu này thì nó phải có tim. Có một cái tim đèn ở dưới này nè. Đó. Và đây cũng là những cái đèn. Đây là đèn loại lớn. Đèn này thì người ta dùng thắp cho cả một cái khu nhà, còn đèn nhỏ này thường thắp cho một cái phòng ngủ. Mình có người gọi là đèn quả trứng gà. Đây là cái thủy tinh. Trên kia đèn loại lớn nữa kìa. Cô bác anh chị thấy không? Đây là cái bình gỗ cần. Ở trên đây thì không gian cũng khá là đẹp. Nếu như mà các bạn nào mà có đam mê đồ cổ thì vô đây thì chúng ta thấy phải nói là cả một bộ sưu tập đồ cổ luôn. Ở đây này có những cái con này là những cái con kỳ lân ở trong những cái bộ lư đồng. Rất là nhiều con luôn. Nói chung là mình phải nói là vô đây mình thưởng thức một ly cà phê tầm 20.000 thì cũng giá cũng hợp, 20-30.000 giá hợp lý. Và đặc biệt là những bạn mê đồ cổ thì đến đây không thể nào đi liền được đâu. Rất là nhiều đồ. Anh này ảnh không phải là chỉ chén dĩa thôi. Chén dĩa là chỉ là những vật cái ốp tường thôi. Còn những cái vật khác thì như là đèn bằng là cân giá thì anh dùng để các bạn không biết là có phân biệt được cái chiên với cái còng hay không. Đây là những cái mâm gỗ. Mâm này chắc làm bằng đồng. Mâm này là mâm ăn cơm nè. Cam Ganh năm 1968, quyết chiến quyết thắng. Đây là cái còng. Rồi đằng kia có cái nấm, đằng kia là cái chiên. Rất là nhiều luôn.
Hôm nay mình không quán không có mướn mình review, nhưng mà mình quay một điều độc lạ cho cô bác quý anh chị xem. Đây là các đồ trang trí ở nhà miền Tây, thì cứ để bông để hoa lên đây à. Đèn này cháy được luôn kìa, đèn măng sông cháy được luôn á. Mình nhưng mà hiện nay anh thắp điện chứ anh không có thắp dầu ở đằng đó. Đây nè, anh nói đã ghê ha. Mỗi một cái tường này anh tạo lên cái quầy bán của anh tạo nên một cái vẻ ghiêu phong ở chỗ này nè, dán rất là dính luôn. Ngay cả một bức tường đi vô lối vô nhà vệ sinh nè, đầy đủ kích cỡ khác nhau. Đã ghê. Vô đây có máy lạnh mà vừa uống cà phê vừa xem đồ cổ thì số 1 rồi. Chắc buổi hồ xin chào cô bác quý anh chị, hẹn gặp lại cô bác quý chị ở clip sau. Quán này không phải là chủ quán mới thôi mình review gì, nhưng mà mình muốn review cho cô bác quý anh chị một nơi khá là đặc biệt. Đây, đây là cái cối gì, cái cối xây bột của người miền Tây. Mỗi lần muốn đổ bánh bánh tét, bánh ít gì đó ở ngoài, ở miền Tây thì thường dùng những cái cối này. Và ông bà mình phải đổ gạo, đổ nếp vô đây nè, và xây, xây rất là cực luôn. Và đây là những cái cán xây nè. Đó. Ồ, đã trời. Cái cầu nè. Không biết là cái chi phí này thiết kế hết thì là bao nhiêu tiền luôn á. Thôi chào thôi.